Phạm Tử Văn, bà phân vai Nguyễn Thị Ngọc Dung vai Nguyệt, Nguyệt Trần Thị Bảy, Trần Thị Bảy vai bà Đoàn, Nguyễn Hương Sen vai Lanh, Nguyễn Minh Hải Anh vai Bông, Phạm Văn Lành vai Tuấn và ông trưởng thôn. Và sau đây tiểu phẩm Nước Mắt Mẹ Già của đội thi huyện Gia Lộc bắt đầu. Đuổi bâu kiến đậu mà như này hả chị?
Ờ, thế ý cô là cái gì? Cô nói tôi thế là có ý gì? Em không có ý gì. Mà chị Lanh ơi, chị Lanh. Cái gì thế? Làm sao cô ấp a cũng thế? Cô nói đi xem nào. Em muốn xin các chị đưa mẹ về bên nhà để em chăm sóc ạ. Ui, cô nói thật nhá. Vâng. Cô phải giữ được lời nhá. Cô mà không giữ được lời không xong với tôi đâu. Vâng, chị yên tâm. Mẹ về bên à, mẹ muốn bây giờ mà bà mẹ ta đi. Mà về con gái bà ta thì bao nhiêu lương của bà ta lại sang hết nhà con gái bà ta. Không được, không được. Cô Nguyệt này, chị có ý kiến này nhá. Thôi thì em cứ để mẹ ở đây, chị lo được cho mẹ, chị lo được nhá. Chị lo cho mẹ hay chị lo lương của mẹ? Thì cô đừng cứ tưởng bụng ta, cô suy ra một người thế hả? Tôi lo là tôi lo thật. Chị yên tâm, lương của mẹ chị cứ giữ. Vợ chồng em có nghèo cũng vẫn lo được cho mẹ. Còn về phần anh, em cũng sẽ điện và nói chuyện với anh. Cô nói thật nhá, chứ anh cô mà điện về nhá, anh cô mà tra khảo cái tiền lương của bà, rồi anh cô mắng tôi là cô cũng không sống yên ổn với tôi được đâu nhá. Chị yên tâm, thế em xin phép đưa mẹ về bên nhà nhá. Ôi đi 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 ngay đi, đi luôn, đi quần áo ở ngoài hát cái kìa. Đi luôn đi, khẩn trương. Chị cho em gửi cái xe đạp, mai em sang em lấy nhá. Ôi trời ơi, không ai lấy đâu. Mà có gì là sai, tôi hầu hạ bà ta, mọi việc đến tay, có mấy cái đồng lương, tôi lĩnh, có sao đâu. Ôi trời ơi, thoát nợ rồi. Việc đầu tiên em phải vào, em ngủ một giấc thật là sâu các bác ơi. Mẹ ơi, mẹ cho tôi đi với. Tôi không
Tôi giữ lại. Tôi đuổi ai là quyền của tôi. Cô còn chưa thỏa mãn hay sao? Anh nhận lời của tôi. Cô đưa bà về đây. Trong cái gia đình này cứ rối tinh rối mù lên. Được đồng nào là đòi lốt ra đi hết. Cô còn đòi cái gì nữa? Đã hài lòng anh chưa? Để tôi đi rồi, để tôi đi rồi. Anh hài lòng với anh. Anh mẹ đi. Đi mẹ hết rồi. Đừng làm chuyện tâm lý nữa. Mẹ, mẹ đỡ con. Mẹ ơi. Cô cũng chỉ vô ích. Nay tôi về
để chứng kiến cái cảnh cô đối xử với mẹ tôi thế này đây. Cô nói đối xử anh mà đủ tư cách anh nói hai từ đối xử với tôi sao? Anh thử nghĩ mà xem, anh bỏ mẹ con tôi đi từ ngày con tôi còn đỏ hỏn, anh bỏ mẹ con tôi, anh theo gái ở nhà một mình tôi cán đáng mọi việc, còn tôi ốm đau chỉ một mình tôi lo hết. Mẹ anh ốm đau hết lần này đến lần kia đi viện cũng chỉ có mình tôi. Rồi hôm nay tôi có những cái cảnh thế này thôi anh đừng chơi, anh không no được để cho con dâu no mọi việc, cho nên anh không đủ tư cách, anh không đủ tư cách. Anh chị ơi, Gia Gia Lương, huyện Gia Lộc đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến